hàng ngày trên mạng thôn hội, chị em vẫn tâm sự, than thở với nhau về chuyện bị chồng đối xử không ra gì. Đa phần là những cảm xúc uất ức nhưng bất lực vì không tìm được phương án giải quyết tối ưu nhất. Nhưng mới đây, tâm sự của cô hoàng hậu này trên một diễn đàn được hội chị em hả hê và tán thưởng. Cô viết, em vừa đuổi cổ thằng chồng em ra khỏi nhà các mẹ à. Em đã nói rồi, em sống không còn gì để chê trách nữa nhưng vượt quá sức chịu đựng của em nhất định em sẽ dùng lên. Ảnh minh họa. Chồng em chở nguyên vật liệu xây dựng, em thì bán hàng nên cả hai đều khá bận rộn. Việc trong nhà ngoài thôn hội em quán xuyến hết, lão chỉ việc đi làm về, ăn rồi nằm, hết. Thế mà còn không biết điều đấy. Về độ chiều chồng thì không ai bằng em, đến mức bóp từng muối bưởi đút vào miệng chồng thì các chị biết rồi đấy. Cách đây 2 tháng, nó bảo em là mua cho nó đi, bán con xe số đi. Lúc đầu em gạt đi nhưng nó năn nỉ rồi giải nghĩa là xe to thi thoảng chở mẹ con đi chơi đỡ phải ngồi hai xe máy em thấy cũng hợp tình hợp lý. Em đầu tư cả một đống tiền mua xe cho nó. Cách đây 1 tháng nó lại đòi mua iPhone 11. Nó bảo em là giờ mở minh mông làm ăn thì cũng phải có cái ra iPhone với thiên hạ mới được người ta tin tưởng. Nghỉ việc tháng nào nó cũng nộp tiền toàn diện về nên em tặc lưỡi. 40 triệu bạc chứ có ích gì đâu. Sau khi mua xe, mua máy tính bảng xịn cho nó mở màn dở chứng. Nó liên tiếp về muộn, bảo đón con cũng kêu bận, chơi với con tí buổi tối thì kêu mệt. Em tỉ tê tâm sự nghĩ hay công việc có gian nan gì nhưng không, nó vẫn ngọt ngào với em. Dạo gần đây mở màn cài mật khẩu các ứng dụng. Hôm trước em mở chỗ ảnh ra để bắn ảnh con quý phái máy em mà nó khóa cả tệp ảnh. Facebook, Messenger không khóa nhưng Zalo lại khóa. Em chắc chắn có vấn đề. Em nhẹ nhàng gọi nó thì nó bảo việc làm ăn cần cẩn thận. Khổ nỗi em không biết dùng iPhone nên chả mày mò được gì. Tối hôm kia, nó say ngất, thằng em làm cùng đưa về. Các chị biết không, trong khi em thấp thỏm cho nó thì nó quay quý phái bảo thằng cô kia là, gọi em Thúy cho anh, nay anh sẽ quần đảo em Thúy cho biết tay, dám coi soàn xỉn anh à. Ôi ba máu sáu cưng em giả cho liên tiếp xem có tỉnh nổi không. Thằng kia thấy em điên lên kinh hoàng quá định chuồn. Em nhanh tay ra chốt cửa kết thúc tóm nó khai thì biết được vài thông tin. Ảnh minh họa. Sáng hôm sau, chờ chồng tỉnh táo em thủ thỉ tử tế. Em đề nghị cho xe máy tính bảng, nó không nghe. Em mới mở đoạn kia thằng gamer thủ lão hôm qua khai ra thì lão ngậm tâm. Em tóm phải mở bằng được Zalo. Lúc úy câu giờ rồi tiêu thủng thẳng để xóa bớt, em dằn máy vào nhà vệ sinh chốt cửa đọc. Ôi các chị ơi, thằng chồng em nó cặp với gái nhà hàng. Nó còn hứa với con kia tháng sau mua iPhone 11 cho gái. Quá uất ức em lao vào phòng túm mấy bộ áo quần ném vào túi du lịch rồi tống cổ chồng ra khỏi nhà mặc kệ lão văn xin. Ngỡ tưởng câu chuyện cam go đến đây là hoàn thành nhưng chưa đâu nhé. Pha chốt hạ của cô hoàng hậu này mới đáng nói. Nhà chồng em cách đấy có 3 nhà thôi nên em biết được thằng chồng em sẽ quý phái nhà bố mẹ đẻ. Em gom hết bằng chứng rồi đàng hoàng quý phái nhà bố mẹ chồng. Em đòi thủ thỉ nghiêm túc với ông bà. Em bảo em trả chồng cho bố mẹ chồng giáo dục lại. Vì trước nay em sống thế nào bố mẹ chồng em biết hết nên ông bố chồng em tức lắm. Xong mẹ chồng em khuyên tạm thời em về nhà nghỉ ngơi, ông bà sẽ đòi lại công bình cho em. Em vẫn cương quyết không cho chồng về nhà, cho 3 ngày để tự vấn lương tâm, cảm thấy đi luôn được thì cứ đi, em đây không cần, cô hoàng hậu kể tiếp. Quả thật hiếm ai mà bản lĩnh như cô hoàng hậu này. Có lẽ cũng bởi cô đã hết lòng với chồng và gia đình chồng. Khi niềm tin bị sụp đổ, người ta sẽ chẳng cần thứ gì nữa. Đó cũng chỉ là một trong số những hoàn cảnh đáng nói, chưa chắc chị em chúng ta áp dụng cách đó vào ông chồng mình đã thành công. Thế nhưng, đối với nam nhi, mến thương mấy cũng nên có mức độ để có thể kiểm soát họ. Và khi họ đã làm tổn thương mình, cũng nên cần sự kết thúc khoát, không nam nhi sẽ được đà, có lần một là sẽ có nhiều lần sau.